đập vào da. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã trao tặng học bổng trợ cấp đỡ đầu và quà trung thu cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. Phóng sự đặt tên 117 đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 9, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị quán triệt giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, thi hành các quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án tuyến hành lang cấp nước, thải nước làm mát và băng tải than thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh tại khu kinh tế Nghi Sơn. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ
thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thị xã. Đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã chủ trì hội nghị. Dự án tuyến đường hành lang cấp nước, thải nước làm mát và băng tải than thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh tại khu kinh tế Nghi Sơn là dự án được đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn, cũng như góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, được đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 6 hộ, gồm hộ bà Lê Thị Ngân, ông Lê Văn Sơn, ông Lê Văn Hoan, ông Lê Văn Hải, ông Lê Thanh Bình và bà Lê Thị Luận, đến nay vẫn chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng, thi công và đề nghị bồi thường phần diện tích thu hồi là đất khai hoang, không phải là đất rừng và thu hồi cả phần còn lại bên ngoài dự án. Ủy ban nhân dân thị xã đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Hải Yến tổ chức vận động, đối thoại nhiều lần. Tuy nhiên các hộ gia đình vẫn không nhận tiền đền bù và không bàn giao mặt bằng. Các kiến nghị của các hộ gia đình đã được Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trả lời là không có cơ sở giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo phòng PA02 và phòng hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp ý kiến vào phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, đưa ra các tình huống có thể xảy ra và các biện pháp giải quyết, đồng thời yêu cầu Công an thị xã Nghi Sơn quản lý chặt chẽ các đối tượng, thực hiện theo tình huống cuốn chiếu từ khó đến dễ, đề nghị các nhà đầu tư có trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện cho công tác cưỡng chế, khi cưỡng chế xong phải thi công ngay, tránh trường hợp tái lấn chiếm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn thống nhất với các phương án của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thị xã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh các tình huống có thể xảy ra, vì vậy phải nắm chắc tình hình đề phòng các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị xã Hải Yến sắp xếp thuê nơi ở và để đồ cho các hộ gia đình, huy động hội phụ nữ, các đoàn thể xã phối hợp với công an làm tốt công tác thực hiện cưỡng chế. Đồng thời phối hợp với phường Hải Thượng hoặc lập một địa điểm tại đồn công an thị xã Nghi Sơn để đưa các hộ dân này về làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ tiếp tục nắm bắt tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng cho dự án, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức cưỡng chế để tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Trong quá trình cưỡng chế phải đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản tính mạng của các hộ dân tại khu vực cưỡng chế và lực lượng làm nhiệm vụ, không để các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình làm phát sinh những vấn đề mới ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian thực hiện cưỡng chế sẽ được tiến hành vào 13 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022. Sáng 9 tháng 9, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã Nghi Sơn đã tổ chức chương trình trao tặng học bổng trợ cấp đỡ đầu, trao quà trung thu cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022. Dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn, có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tại chương trình, đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã trao tặng giấy chứng nhận tấm lòng vàng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho 8 nhà tài trợ, tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh và đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đánh giá cao các cấp, các ngành, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã cùng đồng hành với cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn để chăm lo cho trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi. Và đánh giá cao, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cùng với cấp ủy chính quyền chăm lo cho trẻ em. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chúc các cháu đón một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp. Tại chương trình, 117 cháu là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật vượt khó vươn lên trong học tập, đạt thành tích khá giỏi, đạo đức tốt năm học 2021-2022, được các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã trao tặng học bổng trợ cấp đỡ đầu và quà trung thu.
Trong đó 14 trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật được các đơn vị trao trợ cấp đỡ đầu mỗi tháng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, gồm công ty Tiến Nông Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông thủy lợi Giang Sơn, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa, nhà hảo tâm Hà Thị Ý, thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, nhà hảo tâm Hoàng Thị Hiền, cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. Các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã trao học bổng, trao quà trung thu cho các cháu, tiêu biểu là các đơn vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn trao 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà trung thu. Công ty giày Anora Việt Nam trao 15 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng. Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp thị xã trao 15 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà trung thu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dầu Thực Vật khu vực miền Bắc trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà trung thu. Hội doanh nghiệp thị xã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà trung thu. Hội doanh nhân cựu chiến binh thị xã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà. Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Trúc Lâm trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Bảy trao 3 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và một phần quà. Với tổng kinh phí tại chương trình là gần 180 triệu đồng. Cũng trong dịp này, thị đoàn Nghi Sơn đã trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường Bình Minh và Hải Thanh trong chương trình trao quà nâng bước em tới trường và trao quà nhân dịp Tết Trung Thu. Đoàn đã đến thăm gia đình em Lê Thị Hương ở tổ dân phố Quý Hải, phường Bình Minh, hiện là học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở Bình Minh, em Bùi Lê Trí Nhiên và em Nguyễn Bảo Long tại tổ dân phố Thanh Đông, phường Hải Thanh, hiện là học sinh trường tiểu học Hải Thanh. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo thị đoàn Nghi Sơn đã ân cần thăm hỏi, động viên các em vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bắc Hồ. Đồng thời đề nghị đoàn phường Bình Minh và phường Hải Thanh luôn quan tâm, giúp đỡ và động viên các em vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghi Sơn trước đây là huyện Tĩnh Gia, được thành lập theo Nghị quyết số 933 NQ-UBTVQH ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay, thị xã có 31 đơn vị hành chính, gồm 16 phường, 15 xã, trong đó có 122 tổ dân phố tiểu khu, 116 thôn, với diện tích tự nhiên 455,61 km2, mật độ dân số đạt 674 người trên km2. Thị xã Nghi Sơn hiện nay có khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, được chính phủ và tỉnh ưu tiên đầu tư, với nhiều dự án đã và đang được đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, hệ thống công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, các tuyến đường nội thị ngày một khang trang với nhiều khu nhà được xây mới, nhất là các tuyến giao thông trục chính quan trọng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại. Hiện nay, trên địa bàn thị xã, tại mỗi phường, xã đều có cụm công trình cơ quan hành chính như công sở, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân phường xã, hội trường, bưu điện văn hóa, đài tưởng niệm đã được đầu tư xây dựng kiên cố, quy mô diện tích từ 0,3 hectare đến 1,3 hectare. Các công trình hành chính cấp thị xã tập trung tại phường Hải Hòa. Trên địa bàn thị xã còn có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua như quốc lộ 1A, đường Nghi Sơn – Bãi Trành, đường từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường bộ ven biển, đoạn qua khu kinh tế Nghi Sơn và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, thị lộ. Thị xã Nghi Sơn được biết đến là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời với các giá trị nhân văn được bảo tồn và lưu giữ phát huy. Nhiều lễ hội truyền thống như lễ hội Quang Trung, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Khao Tàu. Là địa phương có rất nhiều các công trình di tích tiêu biểu như đền thờ Đào Duy Từ, cụm di tích thắng cảnh Quang Trung Lạch Bạng, phường Hải Thanh, chùa Thiên Vương đền Khánh Trạch tại phường Bình Minh, cụm di tích lịch sử di tích thắng cảnh núi Am Các và chùa Am Các, xã Định Hải,
quần thể danh thắng Động Trường Lâm, xã Trường Lâm, cụm di tích thắng cảnh Nghi Sơn, xã Nghi Sơn. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu giao dịch, tìm kiếm địa chỉ và phục vụ quản lý hành chính, thị xã đã thực hiện một lần đặt tên năm 2003 với 22 đường, qua đó nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng rất cao trong nhân dân. Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định số 91-2005 NDCP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng có hiệu lực đến nay, thị xã vẫn chưa thực hiện quy trình đặt tên cho đường, phố và công trình công cộng. Các đường phố mới tại các mặt bằng quy hoạch phường, xã, tổ dân phố, tiểu khu và các thôn, người dân vẫn gọi tên đường, tên phố theo thói quen, theo các mặt bằng quy hoạch mà chưa được đặt tên một cách khoa học và được cấp thẩm quyền cho phép. Điều đó dẫn đến khó khăn trong việc quản lý hành chính, giao dịch, tìm kiếm địa chỉ của người dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, địa chỉ, phục vụ cho việc giao dịch, giao lưu, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, phục vụ cho việc quản lý hành chính, quản lý hạ tầng kỹ thuật, đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị xã Nghi Sơn ngày càng văn minh hiện đại, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào của nhân dân thị xã Nghi Sơn về những danh nhân, anh hùng, các địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu. Trong năm 2022, thị xã Nghi Sơn đã triển khai đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã, thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và xin ý kiến cơ quan, tổ chức, nhân dân về phương án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã và đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn. Ông Lê Văn Hạnh, người dân tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh cho biết. Qua cái sự tuyên truyền rồi thông tin của chính quyền phường, các cấp các ngành thì người dân chúng tôi thấy là cái việc đặt tên cho con đường là rất cần thiết và cũng cần phải sớm đường sớm có cái tên để cho nó phù hợp với cái sự phát triển của địa phương, của quê hương chung toàn xã hội. Thì đây là cái việc chúng tôi thấy hết sức cần thiết, đề nghị phường thì các cấp các ngành cần quan tâm nhiều hơn nữa cái việc đặt tên cho cái con đường và càng nhanh càng tốt. Bà Mai Thị Vân, người dân tiểu khu 6, phường Hải Hòa cho biết. Tôi là người dân đang sống tại ngõ 108, tiểu khu 6, phường Hải Hòa. Trước đây, từ khi mà thành lập thị xã 2 năm nay rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có được số nhà, tên đường. Rất là khó khăn cho việc hướng dẫn du khách đến tham quan hoặc là người thân ở xa về. Cho nên là việc mà có được cái tên đường, số nhà là việc làm tôi nghĩ rất cần thiết, quan trọng, không chỉ là việc giao tiếp với người thân, bạn bè mà còn việc phát triển kinh tế cũng rất thuận lợi. Sau một thời gian triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh về hoàn thiện các nội dung của đề án, ngày 13 tháng 7 năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 293 NQ-HDNC về việc đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, đặt tên 117 đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã, bao gồm đặt tên 100 đường, đặt tên 17 phố và một công trình công cộng là Quảng trường Ngọc Sơn, là quảng trường trung tâm thị xã tại tiểu khu 1, phường Hải Hòa, với diện tích 42.000 m2. Đơn cử một trong 31 xã phường của thị xã Nghi Sơn như phường Hải Lĩnh, hiện có 7 tổ dân phố, 1.757 hộ, với 6.957 nhân khẩu. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn phường Hải Lĩnh sẽ có 3 tuyến đường được đặt tên, gồm đường Hoàng Hoa Thám, đường Trần Khắc Chân và đường Lê Thái Tổ. Đồng chí Lê Bá Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Lĩnh cho biết. Trên cơ sở nghị quyết số 293 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 tại kỳ họp thứ 7 và kế hoạch số 195 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.
để việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt cái công tác quản lý hành chính rồi quản lý đô thị. Thời gian tới thì cùng với sự giúp đỡ của cấp trên thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về các cái tuyến đường rồi ý nghĩa của các cái tuyến đường phố, các cái công trình công cộng được đặt tên theo cái nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh. Qua đó để rồi là giáo dục cái truyền thống lòng tự hào dân tộc đối với các cái danh nhân, các cái vị anh hùng, rồi các cái sự kiện tiêu biểu của quê hương đất nước thông qua cái việc là đặt tên đường phố và các cái công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nói chung và trên địa bàn phường Hải Lĩnh nói riêng. Trong thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã. Qua đó động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, đồng thời xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết. Thực hiện nghị quyết số 293 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đặt tên đường tên phố, thị xã Nghi Sơn đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau. Thứ nhất là tổ chức cái lễ công bố nghị quyết số 293 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 kỳ họp thứ 7 về việc đặt tên đường tên phố theo quy mô cấp tỉnh và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về quy mô ý nghĩa của tên đường tên phố trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đến với đông đảo nhân dân được biết và tổ chức thực hiện. Thứ hai là phối hợp với các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát để xây dựng cái đề án gắn tên biển, tên đường, tên số nhà đối với các xã, đối với lại các tuyến đường và các phường, các khu phố, các công trình công cộng theo quy định tại thông tư số 36 ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Thứ ba là chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường cập nhật các tên đường, tên phố theo đề án đã được phê duyệt và theo quy hoạch phát triển đô thị thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2030 tầm nhìn 2045 theo đúng quy định của pháp luật. Việc đặt tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày càng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với rìa phía nam lưỡng áp cao lục địa tăng cường yếu và nhiễu động gió đông trên cao, từ chiều ngày 7 tháng 9 đến 7 giờ ngày 9 tháng 9, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200mm. Một số nơi đo được lượng mưa rất lớn như trạm khí tượng Tĩnh Gia 388mm, trạm thủy văn Chuối 240mm. Mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp và một số vị trí tràn cầu đường giao thông. Dự báo mưa lớn sẽ còn diễn biến phức tạp. Mưa lớn có khả năng còn kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm 2022. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng đối với các vùng trũng thấp ven sông, tuyến sông Bảng, sông Yên, Thị Long, lũ đối với các xã khu vực miền núi. Thực hiện công văn số 13344 ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó với mưa lớn và các hình thái thiên tai kèm theo, để chủ động trong công tác phòng chống ngập úng, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 1.
Ủy ban nhân dân các xã phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Tết Trung Thu tại các địa phương, triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu dân cư, vùng trũng thấp, khơi thông dòng chảy, nhất là các tuyến kênh tiêu trục chính, gia cố bảo vệ hồ ao nuôi trồng thủy sản, khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, khu dân cư bãi sông, ven sông, khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra, tổ chức lực lượng kiểm soát lắp đặt biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở. Đối với các xã phường có hồ đập, phối hợp với chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Chu, Thanh Hóa, triển khai các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa, đập ngăn và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ nhỏ xung yếu, hồ đang thi công dở dang, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống, tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các cống dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê đang thi công dở dang, chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố, thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo quy định, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ. 2. Đối với xã Anh Sơn, phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thị xã, các đơn vị có liên quan và nhân dân tổ chức tìm kiếm người mất tích do bị lật thuyền trên sông. 3. Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, theo chức năng quản lý nhà nước được giao, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường kiểm tra rà soát và triển khai phương án chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trong công tác chỉ đạo những công việc vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã để giải quyết. 4. Phòng Quản lý Đô thị kiểm tra rà soát và phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt, chia cắt, tràn, chủ động triển khai phương án khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường giao thông chính. 5. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự thị xã chỉ đạo các cụm phân công các thành viên xuống cơ sở, chỉ đạo các địa phương triển khai việc chống ngập úng cho cây trồng, nhất là đối với diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn thu hoạch và công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão. 6. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ địa phương chống ngập úng. 7. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chỉ đạo các nhà thầu thuộc dự án đô thị động lực, tuyến sông Kênh Thang, kênh Cầu Trắng, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Ninh Hải, Hải Hòa, Hải Thanh, Bình Minh, Hải Nhân kiểm tra các điểm ách tắc hiện nay trên các tuyến sông Kênh Thang từ đoạn đang thi công của phường Ninh Hải đến cống tiêu Ba Cửa của phường Hải Thanh, Bình Minh, điểm nào ách tắc tiến hành triển khai phá bỏ ngay, bảo đảm việc tiêu thoát lũ. Dự án nạo vét tiêu thoát lũ sông Thạch Luyện, xã Trường Lâm phá bỏ các ách tắc, bờ chặn dòng để thi công đảm bảo cho việc tiêu thoát lũ. 8. Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Chu Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức vận hành các trạm bơm tiêu thuộc đơn vị quản lý để tiêu nước bảo vệ diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn chín. 9. Điện lực thị xã Nghi Sơn đảm bảo duy trì, ưu tiên nguồn điện cho các trạm bơm tiêu chống úng kịp thời hiệu quả. 10. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của mưa lũ chiều cường để các cấp chính quyền và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thị xã qua Phòng Kinh tế, số điện thoại 0237 8777 868. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành, phòng ban đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai và thực hiện các nội dung trên, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã ký Phạm Văn Nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.